Ôi tối mù trên đồi hỏi hòn đá nhỏ, con đường nào dẫn đến một dòng sông, một dòng sông mà em vẫn thường ra ngồi giặt nước và con đò và cầu hò theo nước trôi xuôi. Buổi sáng ngồi trên rừng ngồi ngàn lá đổ, con đường nào dẫn đến một miền quê, một miền quê trời ánh nắng ruộng có cằn soi đá, đời mưa về cho lúa đơm bồng. Dẫn đến một ngày vui đó bầy chim sao ru nhau về dậy đó, mưa sẽ về cho đã đơm bồng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bạn không nhận ra, nhưng khi ở bên ngoài, da đầu bị tấn công bởi vi khuẩn không nhìn thấy được, bảo vệ.